Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, một trận mưa đá có mật độ dày đặc kéo dài xảy ra tại huyện Mai Châu Hòa Bình và huyện Vân Hồ Sơn La, gây thiệt hại trên diện rộng cho nhiều hoa màu và nhà cửa của bà con. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, Giang A Dê đánh giá, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Thống kê ban đầu, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại khoảng 400 hecta hoa màu, cây ăn quả lâu năm. Trong đó có hơn 200 hecta bị thiệt hại toàn bộ. Ngoài ra, mưa đá cũng làm thủng vỡ mái hơn 30 nhà dân. Còn tại Hòa Bình, dẫn thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã Hang Kia và Pà Cò vào khoảng 16 giờ và kéo dài khoảng 20 phút, mưa đá phủ trắng nhiều đồi núi nương rẫy, bản làng của hai xã. Những hạt đá đường kính 1 đến 2 cm sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6 và phủ khắp các sườn đồi nương rẫy. Nhiều diện tích trồng cải, mận đào ở xã Pà Cò bị mưa đá làm dụng quả dập nát mái nhà của một số hộ dân ở xã Bà Cò và hang kia đã bị thủng. Đây cũng là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa rông do kết hợp cả nguyên nhân, nhiệt lực và động lực. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực phía nam của Trung Quốc có một giải mây gây thời tiết xấu ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam trên một nền nhiệt theo thống kê của cơ quan khí tượng từ 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C. Điều này đã kích thích quá trình hoạt động của các đám mây đối lưu. Chính các đám mây đối lưu này đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như trên. Đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Nguyên lý của hình thành rông nhiệt là vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển tháng 5 đến 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn. Với rông nhiệt do động lực thì có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Song rông nhiệt có quy luật, ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, rông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Vòng đời của một đám mây rông rất ngắn, khoảng 4 đến 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút xuất hiện bất ngờ gây ra những trận rông tố lốc nên thiệt hại không nhỏ. Cùng quan điểm ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa hè nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở nước ta, rông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè cuối tháng 3 âm lịch và thường vào cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gây gắt. Tuy nhiên cũng có những cơn rông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 điều đáng lo ngại là mặc dù cơn rông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh mưa rất lớn sấm xét dữ dội chuyên gia khuyên để ứng phó với thời tiết cực đoan chúng ta cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng ngoài ra cần quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen gió mạnh hơi lạnh ẩm Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm 19 đến ngày 21 tháng 4, 11 tỉnh gồm Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh xuất hiện dông lốc mưa đá. Lốc giật sập ngôi nhà ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang, làm cháu 5 tuổi tử vong, 8 người khác bị thương, gồm 3 người ở Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, mỗi nơi 2 người, Phú Thọ 1 người, gần 7.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Riêng trận dông lốc chiều và đêm qua đã làm gần 5.100 nhà hư hại. Sơn La chịu thiệt hại nặng nhất với gần 3.500 nhà. Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, mỗi tỉnh trên dưới 900 căn. Dông gió cũng khiến 53 điểm trường, 26 trụ sở cơ quan, 11 nhà xưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. 17 cột viễn thông, 29 cột đèn chiếu sáng, gần 200 cột điện bị gãy đổ do hư hỏng đường điện 110 kv huyện Phù yên, Sơn La bị mất điện toàn huyện từ chiều 20 tháng 4 đến sáng nay chưa có lại. Ngoài ra, hơn 1.500 hecta lúa, hoa màu, hơn 200 hecta cây lâm công nghiệp thiệt hại. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết gần một tuần qua, miền bắc xuất hiện dòng lốc mưa đá do rảnh áp thấp trục 24 đến 26 độ vĩ bắc bị nén bởi khối không khí mát từ Trung Quốc tràn xuống. Dự báo tình trạng này duy trì đến hết ngày mai, tập trung ở các tỉnh miền núi vào chiều và đêm. Trước đó, ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, dông lốc mưa đá đã khiến hai người ở Sơn La mất tích, 5.300 ngôi nhà, 30 trường học hư hại. Hà Nội ghi nhận hơn 250 cây bị gãy đổ, đè lên hàng chục ô tô xe máy sau cơn dông tối 20 tháng 4. Chia sẻ về nguyên nhân mưa đá dông lốc xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt ở nước ta cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, quá trình đối lưu sẽ càng diễn ra mạnh mẽ khiến dông lốc diễn ra với cường độ mạnh hơn. Các thiên tai đi kèm như gió giật, gió mạnh, xét cũng xảy ra nhiều hơn. Khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa nên tháng 4, 5 và đầu tháng 6 khả năng cao sẽ tiếp tục xuất hiện dông, lốc, xét, mưa đá. Ông Hưởng nhấn mạnh, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên trú mưa dưới gốc cây, phòng trừ trường hợp cây xanh bật gốc gãy đổ và thậm chí dông lốc xét có thể đánh vào cây, ảnh hưởng đến sinh mạng. Khi có hiện tượng dông lốc, người dân nên tìm chỗ trú ẩn trong nhà, không đi ra ngoài trời. Ngoài ra, ông Hưởng khuyên người dân theo dõi thông tin thời tiết cập nhật trên hệ thống website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng để có phương án phòng tránh phù hợp. Nhiều chuyên gia tính toán kênh đào Phù Nam Teco mà Campuchia triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm đến 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên, Đại học Cần Thơ cho biết, dự án kênh đào sẽ chảy qua một vùng đất có khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, tạo ra một cơ sở phát triển kinh tế cho Campuchia. Sắp tới, dân số ở khu vực này sẽ gia tăng nhờ đô thị hóa hai bên kênh và nhiều cơ sở thương mại dịch vụ hậu cần cũng phát triển theo. Chuyên gia nói vì thế nếu tính đầy đủ, thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp đô thị từ dự án 1,7 tỷ đô la Mỹ này, thì nước trên sông Tiền và sông Hậu, hai phân lưu của sông Mê Công, về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Những năm khô hạn thì sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn. Và cho biết thêm rằng, với mực suy giảm, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng hơn nữa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long, trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn nhấn mạnh con kênh này khi mà đào đất sẽ đắp ra hai bên thành đường thành phố khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó trở thành một con đê chắn ngang qua cánh đồng lũ từ sông hậu đi và khi chắn ngang qua như vậy thì phía bắc của con kênh sẽ ngập nhiều hơn và phía nam con kênh tức là phía việt nam sẽ ít nước phù sa ít và lượng cá ít hơn Tất cả những công trình mình làm ở vùng Tứ Giác Long Xuyên gần như mất tác dụng, mất chức năng hết. Những cổng đập, tha la, trà sư hay những vùng đất ngập nước hay là những đe bao ba vụ hay là những khu dân cư vượt lũ trở thành vô dụng. Bởi vì hiện nay không còn lũ, lại còn giảm lũ nữa, thì mấy cái này không còn ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trong vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có thể phải điều chỉnh vì trước đó đã không có xem xét yếu tố hố kênh đào Phù Nam Teco là nhân tố mới liên quan nguồn nước. Chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng. Tiến sĩ Tuấn đề nghị, trước mắt Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia kinh nghiệm khách quan. Sau khi phê chuẩn dự án Phu Nam Teco, vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, giới chức Campuchia đã thiết lập Ủy ban Liên Bộ để triển khai công trình dài 180 km, tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, kênh đào được khởi công cuối năm nay, hoạt động năm 2028, tức thời gian xây dựng chỉ 4 năm. Từ những tác động lớn, nếu dự án kênh triển khai, ông Đặng Thanh Lâm, Viện Phó Thủy lợi và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần đề xuất Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và Campuchia sớm cung cấp đánh giá tác động môi trường liên quan dự án. Theo ông Lâm, Viện Thủy lợi và Môi trường đang lập quy hoạch phòng chống thiên tai cho đồng bằng sông Cửu Long. Việc lập quy hoạch mà bỏ qua tác động từ dự án này sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài. Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 40.000 km vuông với hơn 17,4 triệu người, chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng, và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hàng mạng nghiêm trọng, là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính cho Ủy ban Nhân dân phường Hà An và phường Phong Hải Quản lý đã xảy ra vụ tai nạn chìm đắm phương tiện thuyền nan có chiều dài gần 6 mét. Trên phương tiện này có chị Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh là chủ phương tiện và 5 công dân đi làm thủy sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã, Ủy ban nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An, thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông, bộ công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Cùng với đó, thị xã Quảng Yên yêu cầu các địa phương dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 4, chính quyền các địa phương đã huy động thêm lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, tích cực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua điều tra của cơ quan chức năng trong quá trình nhóm người trên khi đang di chuyển để đánh bắt thủy sản từ bến đò tại phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An, thị xã Quảng Yên thì bất ngờ dông lốc xuất hiện làm lật thuyền. Sau đó có hai người may mắn bơi được vào bờ, nhưng bốn người còn lại đã mất tích. Chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp, sinh năm 1980, trú tại thôn 52 Hai, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, may mắn bơi được vào bờ, được cứu hộ an toàn. Bốn người mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ, 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, bà Dương Thị Cường, 58 tuổi, trú Tài thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho biết trận dông lốc xảy ra vào lúc nửa đêm, rạng sáng 21 tháng 4, đã khiến gần chục phương tiện trên địa bàn bị đánh đắm, rất may không gây thiệt hại về người. Cụ thể, từ khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4 đến 2 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện Cô Tô có mưa to, kèm theo dông lốc với gió cấp 5-6, có lúc giật cấp 7-8. Dông lốc xảy ra nhanh bất ngờ, gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa tài sản của người dân. Trong đó có 10 phương tiện tàu mảng bè vớt sứa bị đắm, 10 người đi trên phương tiện đã được cứu giúp vào bờ an toàn, không có ngư dân nào bị nạn mà chưa được ứng cứu, trong đó có 8 ngư dân của huyện Cô Tô và 2 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa đi đánh bắt trên vùng biển phía nam của đảo Cô Tô. Đại diện lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, huyện đã nhanh chóng huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ điều động một tàu cứu nạn, hai xuồng và hai ô tô cùng với nhân dân nhanh chóng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định đã trở về nhà sau khi được đưa lên bờ rạng sáng 21 tháng 4. Trận mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn song sức gió rất mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hư hại nhiều cây xanh lớn trên các tuyến phố trung tâm nhiều tàu thuyền của ngư dân bị trôi dạt, nhiều cây xanh ven đường, biển quảng cáo bị đổ, hỏng, một số nhà có các quán lập bằng tôn bị tóc mái. Hiện chưa thống kê được tổng thiệt hại bằng tiền đối với tài sản. Đến nay, công tác thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục khẩn trương triển khai, tình hình trên biển ổn định, giao thông thông suốt. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động kịp thời khắc phục các thiệt hại do dông lốc gây nên, tại cơ quan đơn vị địa bàn được phụ trách, khẩn trương tìm kiếm tài sản phương tiện tàu, thuyền, mũng, mảng trên địa bàn bị chìm đắm, trôi dạt, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, huy động lực lượng tại chỗ và người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đường phố, nâng chống các cây xanh bị đổ, tháo dỡ các biển quảng cáo, biển hiệu, đèn trang trí bị đổ gãy, rách, huy động toàn lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân bị hư hỏng do dông, lốc,